sáng nay đoàn công tác của ban kinh tế trung ương do đồng chí trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn đã đến tham quan thực tế về phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại bình dương cùng đi với đoàn có ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương nguyễn văn lợi trong buổi sáng nay đoàn đã đến tham quan hệ sinh thái của tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp bkms idc gồm thành phố mới bình dương các khu công nghiệp và đô thị ở thị xã bến cát các dự án nhà ở xã hội bkms trường đại học quốc tế miền đông trung tâm giám sát điều hành thông minh ioc bình dương tại buổi tham quan đoàn đã được lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo tổng công ty bkms idc giới thiệu sự ra đời và hoạt động của các hệ sinh thái bkms như các khu đô thị khu công nghiệp kết quả thu hút đầu tư và những chính sách về mời gọi đầu tư của tỉnh và chủ đầu tư của các khu công nghiệp trong thời gian qua, cũng như những vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Trong đó, đoàn đã đánh giá cao những bước phát triển của Bình Dương sau 26 năm tách tỉnh. Từ việc chỉ chú trọng và phát triển công nghiệp, Bình Dương đã phát triển theo hướng công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ và đô thị, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương, nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế và giải quyết có hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội. Đặc biệt từ phát triển kinh tế ở phía Nam, tỉnh đã có những thay đổi chiến lược, đó là đẩy mạnh quy hoạch phát triển công nghiệp đô thị về các địa phương phía Bắc, gắn với đầu tư hạ tầng hiện đại và đồng bộ, góp phần tạo lợi thế thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển theo hướng bền vững. Trong buổi chiều nay, đoàn sẽ có buổi làm việc với tỉnh ủy Bình Dương về tổng kết 40 năm đổi mới thông qua thực tiễn triển khai tại tỉnh Bình Dương.